Chiều nay 25 tháng 1, một showroom tư nhân chuyên nhập khẩu xe sang có tiếng tại Hà Nội chia sẻ hình ảnh về chiếc Mercedes Maybach GLS 600 vừa được mở container. Đây là chiếc GLS 600 đầu tiên tại Việt Nam. Theo những hình ảnh được đăng tải, xe được phối hai màu ngoại thất đỏ mận ở trên và đen bóng phía dưới. Như vậy, đúng theo dự kiến, chiếc Mercedes Maybach GLS 600 đầu tiên đã cập bến Việt Nam trước Tết. Nhiều khả năng chiếc xe sẽ được hoàn tất thủ tục thông quan sớm. Hiện chưa rõ chiếc xe này đã có chủ hay chưa. Với sự góp mặt của chiếc xe này, dòng GLS tại Việt Nam đã có tổng cộng 3 phiên bản, gồm GLS 450 cả xe chính hãng và nhập ngoài, GLS 580 và GLS 600 đều là xe nhập lẻ. Trong đó, GLS 600 là phiên bản đắt đỏ nhất, khác biệt rõ rệt so với các bản còn lại với mức giá cũng cao hơn rất nhiều. Mercedes Maybach GLS 600 có ngoại hình tổng thể giống như các phiên bản khác như GLS 450 hay GLS 580 những chi tiết khác biệt nằm ở lưới tản nhiệt, hốc gió cản trước, nẹp kính hông, cùng những chi tiết làm bằng chrome sáng bóng. Bộ vành đa chấu kích thước 22 in cũng là điểm nhấn để phân biệt bản may siêu sang và bản thường. Mẫu xe siêu sang này có thiết kế ghế ngồi phía sau giống trên những chiếc S-Class. So với những chiếc GLS khác thì GLS 600 bỏ hẳn hàng, hàng ghế cuối, chỉ còn hai hàng ghế với 4 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai là điểm nhấn bởi chiếc xe này được làm để phục vụ ông chủ ngồi sau. Những trang bị đáng chú ý ở hàng ghế thương gia sau xe có ghế da Napa tích hợp mát xa, thông gió, sưởi, chỉnh điện, nhớ vị trí, điều hòa hai vùng độc lập, hai màn hình lớn, một máy tính bảng để điều khiển nhiều chức năng, tủ lạnh mini, bàn làm việc, rèm chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh, khoang cabin phía trước tương tự các bản khác. Trang bị cụ thể trên chiếc xe vừa được đưa về tạm thời chưa được công bố, động cơ V8 4 lít tăng áp kép trên GLS 600 có khả năng sinh công suất 550 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và 730 Nm tại 5.000 vòng trên phút. Hệ thống Equiboot bổ trợ với khả năng tăng tạm thời công suất hệ thống thêm 22 mã lực, mô men xoắn thêm 250 Nm Kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian GLS 600 chỉ cần 5 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km h Mỗi sâu ngum trào một mức giá khác nhau với chiếc GLS 600 một doanh nghiệp từng đưa ra mức giá thấp nhất thị trường là 15 tỷ 600 triệu. Trong khi đó, có doanh nghiệp khác ước tính giá xe về Việt Nam là khoảng 18 tỷ 500 triệu. Các phiên bản GLS 580 và GLS 450 thấp hơn đang được bán với giá khoảng 10 tỷ và 6 tỷ 7 tùy trang bị. GLS 450 chính hãng có giá hơn 5 tỷ. Cùng tầm giá với GLS 600 còn có các mẫu xe như Bentley Bentayga hay Land Rover, Range Rover, Svautobiography, xe cộ, xe cộ.